Hello, hello, chào các bạn. Đây là kênh Sống TV. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đi tham quan một cái căn hộ ở khu Origami. Đây là căn một phòng ngủ cộng và nó nằm ở khu S9. Đây là cái tòa nhà đó, S902. Đây là cái sảnh đi vào, thì bạn thấy bên tay phải cái đường đi rất là rộng lớn. Đường này là có 4 làn xe. Những cái khoảng đất mà bên kia hàng rào đó là đất mà dành cho cái quy hoạch về giáo dục các bạn. Và sắp tới thì những cái dự án về trường học sẽ được triển khai bên đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi vô đây. Cái đặc trưng của ở Vinhome Grand Park đó là ngay ở chỗ cái sảnh thì là đang có rất là nhiều những cái shop house họ thường có thuê ngay chỗ này. Bạn sẽ dễ dàng kiếm được 7-Eleven rồi những cái cửa hàng mà tiện lợi ấy. Khi mà bạn đi xuống sảnh là bạn sẽ tiếp cận ngay lập tức với một cái cửa hàng tiện lợi, bạn mua đồ rất là dễ dàng. Còn đây là cái sảnh của khu Origami, sẽ có khu vực cho bạn tiếp khách, sẽ có khu vực lễ tân. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào trong khu vực thang máy để mình đi lên trên cái căn nhà mà mình sẽ review cho các bạn xem. Ok, đi thôi. Rồi ok, bây giờ mời các bạn đi vô đây, đi vô đây. Wow. Rất là nhiều màu xanh bên kia ha. Và như thường lệ mình sẽ mời các bạn đi từ ngoài vào trong. Chúng ta sẽ có cửa ra vào. Và ở cửa ra vào thì mình sẽ có công tắc đèn ở đây. Khu Origami thì chưa có những cái công tắc về smart home. Nó vẫn là cái dạng chỉnh cơ như thế này. Tuy nhiên nếu mà bạn thích, bạn nâng cấp nó lên thì bạn cứ tháo này ra, bạn gắn cái công tắc smart home vô đây rồi bạn edit lại. Rồi, và sẽ có bên này là một cái bộ CB để bạn điều khiển toàn bộ hệ thống điện bên trong nhà. Còn đây là công tắc máy nước nóng, công tắc đèn ở trong toilet, và cái cửa này chính là cái restroom, cái toilet các bạn. Ok, mình sẽ xem nó sau. Và ở bên trên này sẽ có một cái ô. Mở cái ô này ra thì ở trên đó bạn sẽ có là cái khóa nước tổng của cái nhà này và cái vị trí để lắp đặt cái wifi. Modem wifi thì người ta để sẵn ở trên đó rồi. Bạn chỉ cần bạn gọi những cái nhà cung cấp dịch vụ về viễn thông internet á, họ sẽ vào và họ lắp đặt cho bạn. Rồi thì khi mà vào nhà thì thông thường bạn sẽ phải có cái tủ để giày đúng không? Thì đây là cái tủ để giày, nó sẽ nối liền với bếp. Đây là một cái kiểu thiết kế mình đánh giá khá là cao ha. Đó, nối liền với bếp qua đây. Đây là một cái tủ nhỏ nhắn thôi. Bên dưới thì có một cái khe để mình đi về thì mình bỏ giày, bỏ dép mình vô như thế này luôn, rất là tiện dụng. Rồi, ok, mình sẽ đi vô đây. Bạn sẽ nhìn thấy là cái bếp rất là to và được thiết kế nhìn đã ha. Ở đây nó giống như cái tủ lạnh vậy, thì bên này là nơi để bạn chứa một cái tủ lạnh để làm lạnh, còn bên này thiết kế này rất là đặc biệt nè các bạn. Đây, một cái hệ tủ để bạn chứa đồ khô, những cái món thực phẩm hay là những cái gì mà liên quan đến bếp mà nó ở dạng khô á, bạn bỏ bên này để bảo quản. Và cái này chắc là bạn để chắc ăn cũng phải vài tháng mới hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem, rồi mình cứ cảm nhận từ từ. Rồi cái nhà này nó vừa mới bước vô thì mình thấy nó thanh bình lắm các bạn. Đây là một căn hộ là một phòng ngủ cộng, nó sẽ có là một cái toilet thôi và một phòng ngủ bên trong này, và bạn sẽ có một cái khu này gọi là khu cộng. Bạn có thể bố trí được một cái giường ngủ dành cho trẻ em ở đây và một cái tủ quần áo ở đây. Tủ này thì nó cũng có tác dụng là giống như tủ đa năng vậy đó. Cái mặt bên này của nó là một cái tủ để bạn có thể bạn treo áo khoác nè, hoặc là chìa khóa, rồi hoặc là bạn để một cái bình hoa ở đây nó cũng đẹp nữa. Ở đây thì là cái ngăn để bạn để phụ kiện, bao tay, khẩu trang, vân vân, những cái món đồ trước khi bạn đi ra khỏi nhà. Bên này thì bạn lại tiếp tục bạn có thêm một cái tủ giày. Như đây giày thì chắc cũng không phải là quá nhiều lắm đâu ha các bạn ha. Đấy, ở đây mình thấy là coi được một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, khoảng 12 đôi giày. Thì nếu mà gia đình này là hai vợ chồng với một đứa con thì 12, 13 đôi giày thì nó cũng không phải là một con số quá lớn. Mình sẽ xem cái phần toilet trước. Chủ nhà đã làm khá nhiều những cái hệ tủ ở đây các bạn. Đây, tủ ở đây và tủ ở kia, tủ bên dưới nữa.
Và những cái tủ này thì sẽ có những cái dạng cái ngăn như thế này và cũng có tủ đóng kín. Rất là tiện dụng ha. Đây, mở ra đây nữa. Và như thường lệ thì cũng sẽ có thêm những cái ổ điện ở đây để bạn sử dụng máy cạo râu hay là bạn sử dụng máy sấy tóc vân vân ở đây. Và thiết bị vệ sinh mà của bên Vinhome người ta bàn giao cho mình nó là Toto. Ở đây cũng tiếp tục là Toto. Còn đây là khu vực tắm. Khu vực tắm này thì chưa có lắp cái kính tắm. Có lẽ như chủ nhà sẽ lắp xong. Ok, bây giờ mình sẽ rời ra. Mình đi xem cái bếp. Cái bếp là một cái nơi mà mình thấy là chủ nhà rất là chăm chút. Và bây giờ mình sẽ đi từ bên này qua. Đây, như hồi nãy mình đã nói với các bạn rồi. Đây là một cái tủ đồ khô. Bạn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái ngăn để bạn chứa rất là nhiều đồ khô ở trong này. Mì gói rồi bánh kẹo vân vân. Là bên này, đó là cái nơi của cái tủ lạnh có ổ điện chờ sẵn. Rồi, tiếp theo mình sẽ có hệ thống bếp. Đây là bếp từ. Ở Vinhome Grand Park thì không cho sử dụng bếp ga, bởi vì cái việc mà vận chuyển cái bình ga bên trong những cái tòa nhà như thế này nó rất là nguy hiểm. Do đó là bạn được sử dụng bếp từ. Rồi, máy hút mùi rất là rạ ha, đẹp dữ ta. Có vẻ như nó còn có cảm biến nữa các bạn. Cảm biến vẫy tay nè. 1, 2, on bên này, off bên này. Bấm vô một cái bắt đầu nó biến hình, xong rồi nó mới hút bên này. Đó. Ok, nó đang hút. Rồi tắt đi cho nó giảm ồn. Khi mà nó tắt thì nó xếp lại như vậy các bạn. Nhìn cái nhà nó đẹp hơn, nó tinh tế hơn. Đúng là đẹp thiệt. Rồi, qua đây thì mình sẽ có bên khu vực là chậu rửa. Thì cái cách thiết kế mới bây giờ các bạn, người ta không còn cái ngăn ở giữa như thế này nữa, mà người ta thiết kế nguyên cái to đùng như thế này. Và bạn cũng có thể bạn lấy những cái này ra ngoài luôn ha. Đây, thớt bạn để đây. Mặt đá đó thì mặt đá này là mặt đá xám và nó sẽ ít là dơ hơn so với là bạn sử dụng nguyên một cái mảng mặt đá trắng. Nên là cái này bạn lưu ý khi bạn làm bếp nên sử dụng những cái màu đá nó tối màu thôi. Thì cái khả năng mà nó bám bẩn đó, nó được hạn chế rất là nhiều. Ok, mình sẽ xem thử cái hệ tủ trên này. Đây là tủ để chén nè, nó rửa chén xong úp vào đây, xong nâng lên hạ xuống, đóng nắp lại như thế này. Đây. Và sẽ có rất nhiều những cái tủ ở phía trên, nó giống như là cái kho vậy các bạn, để bạn chứa những cái món đồ mà bạn ít sử dụng. Ở bên nhà của mình thì có khi ở trên những cái chỗ này mình để những cái đồ chơi mà con mình nó không chơi nữa, bỏ trên đó, rồi lâu lâu cái lên lục lại đem xuống chơi, tiếp tục chơi như thường. Giống như kiếm được đồ chơi mới vậy. Rồi đây cũng tiếp tục là những cái hệ tủ, rất là nhiều tủ. Bởi vì mình ở đây là chung cư mà các bạn, nên là mình sẽ cần phải tối ưu cái không gian. Và ở đây thì mình sẽ có thêm là một cái hệ tủ ở đây để bạn có thể bạn để bình hoa rồi những cái đồ trang trí của bạn ở đây. Ok, và mình đang thấy là có vẻ như nó có đèn led. Wow, đây. Và đèn led lên. Ở đây nó sẽ có một cái công tắc chỗ này là công tắc vẫy tay thôi. Đây, vẫy tới đây là nó tự động nó sáng lên. Này, đèn led, rất là nhiều đèn led ở đây ha các bạn ha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xem bên dưới ha. Đây, tủ, lại tiếp tục là tủ, bạn sẽ có rất nhiều tủ ở đây. Này. Còn đây là bên dưới của chậu rửa thì thông thường bạn sẽ bố trí những cái như là thùng rác ở đây. Còn đây là gì đây? Mở ra. Wow, à. Ồ, sao phức tạp dữ vậy ta? À đây đây đây. Do là cái tủ này các bạn, nó là một cái hình chữ L chỗ này. Nên nếu mà mình mở cái chỗ này ra thì mình sẽ không có chui vô trong này để mình lấy đồ được. Do đó là đây là một cái kiểu thiết kế mới. Bạn mở ra, bạn lôi hết nguyên đống này ra thì cái khay này á, bình thường nó nằm ở trong kia, thì nó sẽ được kéo ra đây để bạn lấy đồ này. Và đồng thời bạn cũng lấy đồ này. Đây là một cái cách thiết kế, một cái phụ kiện của bếp mà rất là thú vị ha. Đây, kéo ra. Đấy, kéo ra cái tự nhiên cái ở trong kia cái nó kéo ông đó ra luôn. Ok, hay đó. Rồi, tiếp theo. Ở đây là gì đây? À, đây là một cái khay đựng gia vị. Rồi, ở đây là cái bếp rồi. Nên là ở đây sẽ có một cái khay. Khay này thì nó nhỏ thôi. Bạn có thể bạn để những cái đồ như là đũa hay là muỗng, đĩa gì ở trên này. Tiếp theo mình lại có thêm một cái ngăn nữa. Ngăn này thì
độ cao cũng hơi cao cao xíu. Ở đây có thể úp được chén, đĩa này, vân vân. Bên dưới thì chắc là sẽ có thể bỏ được nồi ha. Ở đây thì là không phải nha, cái mặt tủ bên này nó nằm đây, đây là làm cho nó đồng bộ thôi. Ok, mà bạn thấy nó cái bếp này rất được đầu tư và nhìn nó đã ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử khu vực cộng đi. Tủ thì là tủ giày, hồi nãy coi rồi thì ở trên này sẽ có những cái ngăn để bạn chứa hàng ở trên, và tương tự qua đây cũng như thế. Đây ngăn chứa hàng và đây là tủ quần áo. Đây. Và đây là khu vực giường ngủ dành cho trẻ em. Nó cũng có thể nó là một cái giường bán ngày ấy, bạn ngồi đây bạn đọc sách cũng được. Và bên dưới nó cũng tiếp tục nó có học tủ và có luôn cả ổ điện để bạn sạc pin điện thoại, hay là bạn có thể bỏ thêm một cái kệ nhỏ ở đây để bạn để đèn ngủ chẳng hạn. Còn bên trong này là phòng ngủ lớn. Mình sẽ dành một ít thời gian để mình xem cái khu vực phòng sinh hoạt chung, hay còn gọi là khu phòng khách. Ở đây là chủ nhà sẽ có thêm một cái bàn để làm việc. Kệ sách đây, kệ sách đây nữa. Và cái kệ, cái tủ đa năng bên này để chứa những cái món đồ, đồ lưu niệm vân vân, để ở đây. Và toàn bộ cái không gian chỗ này nó giống như là một cái nơi, nó giống giống như là văn phòng của chủ nhà vậy. Đây, bàn để làm việc ha. Sẽ có ngăn tủ. Rồi đây chắc là nơi để bàn phím hoặc là phụ kiện để làm việc nè. Và có cả ổ điện sẵn để kết nối những cái thiết bị làm việc, máy tính vân vân. Còn khu vực này thì sẽ có một bộ sofa nó đến, mà bây giờ thì nó chưa đến. Mình sẽ đi ra ngoài ban công mình xem thử. Đây là một căn hộ ở tầng thấp các bạn. Ở đây là tầng 5 thôi. Ngoài kia là khu vực bãi đất trống, quy hoạch là khu trường học ở ngoài đó. Bên kia là Glory High. Còn những cái tòa nhà gần đây là khu vực S10. Và ở cái căn hộ này thì bạn đi xuống hồ bơi rất là gần. Công viên để bạn chơi bóng rổ, bóng chuyền, thể thao, tennis. Này, bãi đậu xe cũng bên kia luôn, rất là gần ha. Bãi đó là bãi đậu xe Vãng Lai ha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Chúng ta sẽ xem phòng ngủ của căn hộ này. Oh, wow. Bạn sẽ có một cái tủ quần áo kia. Máy lạnh thì là được trang bị sẵn theo cái nhà. Khi mà bàn giao thì đã có máy lạnh sẵn rồi. Bạn sẽ có một cái tủ quần áo. Đây. Một cái tủ để bạn chứa rất là nhiều đồ ha. Và ở đây là nơi để bạn treo những cái bộ đồ. Rồi ở đây nữa. Và bạn sẽ có là cửa trượt. Cửa trượt để bạn tối ưu không gian. Nếu mà bạn mở cửa ra ngoài này thì cái lối đi chỗ này của bạn nó không còn nhiều nữa. Cửa trượt nó vẫn là một cái cách để làm cho cái tủ quần áo của mình nó tiết kiệm không gian, tiết kiệm diện tích tốt hơn. Mình sẽ đóng lại. Và ở phòng ngủ thì nhìn ra bạn sẽ có một cái công viên nội khu. Một cái nhà mà có công viên nội khu của các bạn thì có nghĩa là cái view của họ gần như sẽ ít thay đổi nhất. Ví dụ như bạn mua một cái căn nhà 5 năm tới, 10 năm tới thì cái mức độ thay đổi của công viên nội khu nó chỉ có thể là làm mới hay nâng cấp mới lên thôi. Chứ nó sẽ không có một cái tòa nhà nào đó nó cao lên xong rồi nó che chắn cái tầm nhìn của bạn. Và giường ngủ thì cũng sẽ có thêm táp đầu giường ở đây ha. Và đây là hệ thống rèm hai lớp, bao gồm một lớp màu trắng là để riêng tư, còn lớp này thì khi mà bạn kéo lại thì nó là tối thui luôn. Ok, và vừa rồi thì mình đã mời các bạn đi tham quan một vòng một cái căn hộ một phòng ngủ cộng ở Vinhome Grand Park. Đây là khu Origami. Và hy vọng là video clip này nó hữu ích đối với các cô chú anh chị đang dự tính là làm cái căn hộ của mình với cái phong cách nội thất ra sao, và đang quan tâm đến cái việc là mua một căn hộ ở Vinhome Grand Park để sinh sống ở đây. Ok, và xin hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo trên kênh Sống TV. Goodbye.